Thực hiện chủ đề năm khôi phục phát triển kinh tế và đẩy mạnh công tác giải tỏa đền bù, đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn quận. Trong năm 2021, quận Liên Chiểu đã khắc phục khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh, triển khai quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, nhất là tại các dự án trọng điểm, động lực để sớm thi công hoàn thiện, góp phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. Mặc dù gặp khó khăn, bất lợi thời tiết, nhưng những ngày vừa qua, lực lượng chức năng quận Liên Chiểu cũng đã khẩn trương tiến hành đo đạc, kiểm định nhà cửa các hộ dân, cũng như kiểm đếm diện tích đất rừng thuộc giai đoạn 2 dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Làng Vân. Đến nay, giai đoạn 1 dự án đã giải phóng mặt bằng hơn 595 hectare với hơn 1.100 hồ sơ. Trong buổi kiểm tra thực tế mới đây, lãnh đạo thành phố yêu cầu quận Liên Chiểu hoàn thành giai đoạn 1 trước ngày 31 tháng 12 này và hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng toàn dự án trước ngày 31 tháng 5 năm 2022, phấn đấu khởi công công trình vào tháng 9 năm 2022. Hiện nay thì địa phương cũng đã hoàn thiện được cơ bản các phần đất thuộc dự án. Còn một số trường hợp trong khu vực Suối Lương thì hiện nay địa phương đã tiếp tục từng bước tháo gỡ để những cái vướng mắc để tạo sự đồng thuận đối với các hộ dân để thực hiện các công tác phối hợp, hỗ trợ, đồng hành với chính quyền địa phương trong công tác thực hiện, đảm bảo cái tiến độ của dự án. Trong năm 2021 này, quận Liên Chiểu triển khai giải phóng mặt bằng 52 dự án thuộc 3 nhóm với tổng số hơn 2.200 hồ sơ cần giải tỏa. Ngay từ đầu năm, quận ủy Liên Chiểu đã có nghị quyết chuyên đề để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân quận cũng đã phân công nhiệm vụ cho lãnh đạo quận đứng điểm từng địa bàn, phụ trách từng dự án, đi sâu vận động từng hộ dân cụ thể. Hội đồng giải phóng mặt bằng quận thường xuyên tổ chức họp xử lý những vướng mắc trong quá trình giải tỏa đền bù. Cả hệ thống chính trị vào cuộc để vận động tuyên truyền cho người dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Thì quận cũng đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp với các sở, ban, ngành rà soát và tham mưu đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố trong việc có những chủ trương, chính sách nhằm tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án. Hiện nay trên địa bàn quận có số dự án trọng điểm, ví dụ như là dự án khu du lịch Làng Vân, dự án trục 1 Tây Bắc và một số dự án liên quan khác, thì hiện nay cũng đã tham mưu thành phố tháo gỡ khó khăn. Mặc dù khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, nhưng đến nay, công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn quận Liên Chiểu đã có chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc chậm tiến độ giải tỏa vẫn còn kéo dài tại nhiều dự án trọng điểm, động lực. Qua kiểm tra thực tế một số dự án trên địa bàn quận Liên Chiểu mới đây, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Trần Phước Sơn giao Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu rà soát, đề xuất phương án xử lý vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng trên tinh thần vận động nhân dân đồng thuận bàn giao mặt bằng. Đồng thời, phương án đền bù, hỗ trợ phải đảm bảo quyền lợi của các hộ dân theo đúng quy định.